Phi cơ A380 của hãng hàng không Emirates buộc phải quay trở lại thành phố Sydney, tên từ Sydney. Một chiếc phi cơ A380 của hãng hàng không Emirates đang trên hành trình đi đến Dubai đã buộc phải quay trở về Úc Đại Lợi vào đêm hôm qua vì một trong các động cơ bị bốc cháy sau khi vừa cất cánh. Chiếc phi cơ chở 380 hành khách gặp trục trặc khi vừa cất cánh được 20 phút từ Sydney và lên đến độ cao hơn 3.000 thước. Hồi tháng 11 năm 2010, một vụ nổ động cơ giữa không trung của chiếc A380 đã khiến cho hãng hàng không Qantas của Úc Đại Lợi phải ngưng bay toàn bộ phi đội Airbus A380 gần một tháng. Hãng Emirates là hãng hàng không sử dụng nhiều phi cơ A380 nhất với động cơ GP7200 do Engine Alliance sản xuất. Các hành khách trên chiếc phi cơ 2 tầng gặp trục trặc nói trên cho biết ban đầu có hiện tượng rung lắc và sau đó một trong các động cơ phục lửa dài khoảng vài thước. Hãng hàng không Emirates đã xin lỗi các hành khách vì sự bất tiện này, nhưng cho biết an toàn là ưu tiên hàng đầu. Phi cơ A380 trị giá 375 triệu Mỹ Kim mỗi chiếc có khả năng chở khoảng 525 hành khách. Chúng được sản xuất tại thành phố Toulouse của Pháp với nhiều bộ phận được làm ở nhiều nước tại châu Âu. Trong thời gian qua, phi cơ này cũng gặp phải một số các trục trặc nhỏ, điển hình là những vết nứt tại cánh của một số phi cơ.